Hình ảnh quý vị đang theo dõi trên màn hình được ghi lại tại thôn Thụy Dương, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ lúc 11 giờ trưa nay ngày 11 tháng 9. Đây cũng là những đàn gia súc, gia cầm cuối cùng được người dân di chuyển ra khỏi vùng ngập do nước lũ trên sông Luộc gây ra. Tôi năm nay tôi 84 tuổi nhưng mà tôi thấy cũng là nhờ Đảng và Nhà nước quan tâm đến tài sản của dân thì tôi thấy là rất phấn khởi. Đến thời điểm này, huyện Tiên Lữ đã di chuyển được 107 hộ dân với hơn 180 người già, trẻ em đến nơi an toàn. Trước 22 giờ đêm qua, chúng tôi đã huy động để đưa được 96 hộ với 163 khẩu đã vào trong đồng an toàn. Trên cơ sở đó thì với phương châm 4 tại chỗ thì chúng tôi đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an, quân đội và lực lượng dân quân tự vệ tập trung vào huyện Lôi, Hải Triều, Cương Chính và Thiện Phiến để đưa các hộ gia đình đến nơi an toàn. Với phương châm 4 tại chỗ, trước hết là các xã mua sắm nhu yếu phẩm để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, đó như là chăn chiếu, là nước uống và đặc biệt thuốc thiết yếu để phục vụ cho người dân. Tại xã Thụy Lôi, ngay trong đêm mùng 10 tháng 9, các lực lượng vũ trang như Trung đoàn Bộ binh 126, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Tiên Lữ với hàng trăm cán bộ chiến sĩ xuống giúp dân di chuyển đồ đạc và đưa người già ra khỏi vùng ngập nước. Việc đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người già vùng ngập nước hiện nay của huyện Tiên Lữ đã góp phần tô thêm tính đảng và tinh thần trách nhiệm của chính quyền với nhân dân khi xảy ra thiên tai, góp phần tô thêm tính đảng, đồng thời cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của chính quyền với nhân dân khi xảy ra thiên tai lũ lụt.